Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án ăn chia 312.500 cái token RSDL đến từ sàn KuCoin nhé. Và để tham gia vào dự án này, mọi người cần phải đăng ký và KYC một tài khoản trên sàn KuCoin. Và đường link mình có để dưới phần mô tả, nếu ai chưa đăng ký hãy đăng ký ngay cho mình một tài khoản nhé. Bởi vì hiện nay ở trên sàn KuCoin đã có rất nhiều cái chương trình airdrop hay và chất lượng, nên mọi người cố gắng đăng ký và KYC cho mình một tài khoản. Rồi, để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link sự kiện dưới phần mô tả. Sau đó, nhiệm vụ đầu tiên là mọi người sẽ nhập cái UID của sàn KuCoin. Ok, sau khi có được tài khoản ở trên sàn KuCoin, mọi người sẽ đăng nhập vào tài khoản sàn KuCoin cho mình. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ bấm vào cái mục trang chủ nhé. Và mọi người bấm vào góc trái trên màn hình này cho mình. Thì ở đây nó có cái UID, mọi người sẽ copy cái UID này. Rồi quay trở lại này. Mọi người sẽ nhập UID của sàn vào. Sau đó chọn continue. Tiếp theo mọi người sẽ follow Twitter này. Ở đây thì sẽ có 1 2 3 3 cái Twitter mọi người cần phải follow nhé. Chọn theo dõi. Rồi, quay trở lại, tiếp tục này, follow tiếp này, theo dõi này, quay trở lại này, chọn continue này. Tiếp theo thì mọi người sẽ retweet 3 cái bài đăng của nó. Rồi, chọn tweet lại, like này, quay trở lại này. Continue này. Tiếp tục bài đăng thứ hai này. Tweet lại và like, sau đó quay trở lại. Chọn continue. Tiếp retweet bài đăng thứ ba. Rồi, chọn retweet. Bấm chọn tweet lại, sau đó chọn like cho mình, rồi quay trở lại. Mọi người sẽ kích chọn continue. Và tiếp theo thì mọi người sẽ đọc cái block của nó nhé. Thì cái block này của nó là Medium, mọi người truy cập vào Medium cho mình. Và đây thì mọi người sẽ phải mở VPN lên. Rồi, quay trở lại. Mọi người sẽ tải lại cái trang này. Rồi, trước tiên là chọn follow này. Đăng nhập. Rồi, ok mọi người. Thì cái bài đăng của nó thì mọi người có thể bấm vào đây để đọc. Gọi chỉ là ví dụ thì nhé. Rồi, mọi người vỗ tay cho nó về cái bài đăng này. Sau đó quay trở lại này. Mọi người sẽ quay trở về biểu mẫu cho mình. Bấm chọn continue. Và cuối cùng nó sẽ có một cái đường link để mọi người đi chia sẻ. Ok mọi người, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.